7 nguyên nhân chính gây lên bệnh hen gà. Hello, xin chào anh chị và các bạn. Tôi là bác sĩ thú y Vũ Văn Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Hôm nay tôi làm cái video clip này muốn chia sẻ với các anh chị 7 cái nguyên nhân chính gây nên cái bệnh hen gà để anh chị có thể biết được, phân biệt được để anh chị có thể phòng và điều trị cho cái đàn gà của mình làm sao cho nó đạt hiệu quả cao nhất. Cái nguyên nhân đầu tiên đó chính là cái nguyên nhân do cái môi trường bị ô nhiễm. Vâng, bệnh hen là bệnh chỉ điểm của môi trường bị ô nhiễm. Tôi vẫn hay nói vui với bà con chăn nuôi mỗi khi mà tôi đi giảng hội thảo. Chính vậy mà anh chị hãy kiểm soát nghiêm ngặt cái lèn chuồng chăn nuôi của các anh chị. Nếu như mà chuồng bẩn thì các anh chị có thể dọn hoặc có thể dùng các cái đệm lót sinh học, các anh chị rắc men vào và các anh chị đổ thêm chấu. Và nguyên nhân số 2 dẫn tới bệnh hen gà đó là nguyên nhân do cái Mycoplasma. Thì trong cái Mycoplasma thì nó sẽ có hai chủng gây nên cái hen gà, đó là Mycoplasma sinova. Thì các anh chị thấy đàn gà của mình sẽ có hiện tượng hen và thỉnh thoảng có những cái con bại liệt, những con viêm khớp. Và cái chủng số 2 gây nên hen đó chính là cái Mycoplasma gallisepticum. Thì anh chị sẽ thấy là cái đàn gà của anh chị sẽ có hiện tượng hen khò khè lạ sạo ở trong phổi. Cái nguyên nhân số 3 mà gây ra bệnh hen gà đó chính là bệnh hen do cái vi khuẩn ORT, hay người ta gọi là viêm phổi hóa mủ. Và nguyên nhân số 4 đó chính là hen do cái virus. Thì trong đó có là hen do virus IB, người ta hay gọi là viêm phế quản truyền nhiễm. Bệnh này là do virus thì khi mà xảy ra thì cũng rất khó điều trị và cái tỷ lệ mà lây lan rất là nhanh. Cái nguyên nhân số 5 đó là hen do cái virus ILT, hay còn gọi là bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm. Đây là một bệnh do virus và đã có vaccine, nên anh chị chú ý hai cái bệnh này có vaccine IB và ILT đã có vaccine, nên anh chị cố gắng là dùng vaccine nghiêm ngặt cho tôi. Và hen do nguyên nhân số 6 đó chính là hen do cái hen sưng phù đầu do cái vi khuẩn Coryza hoặc là do virus là APV. Và nguyên nhân số 7 đó chính là cái hen do cái lấm phổi. Hen do lấm phổi thì đây là một trong những cái bệnh hen cũng thường xuyên xảy ra trên đàn gà của anh chị, là đàn gà sẽ có hiện tượng là lấm cúc phổi và có hiện tượng là chạy vòng quanh chuồng và rụng lông nhiều. Thế rồi hen mà khi các anh chị đánh doxy, đánh floor mãi vẫn không khỏi, và cái này là các anh chị phải dùng các cái hóa dược liệu. Vâng, ngoài ra thì còn rất nhiều các nguyên nhân khác gây ra cái hiện tượng hen trên đàn gà của anh chị, ví dụ như là hen do tụ huyết trùng, ví dụ như là hen do ly cất sơn. Đấy, thì nếu như đàn gà của anh chị đang có cái vấn đề về hen khẹt thì hãy liên hệ ngay với tôi theo số điện thoại là 0979407374. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách mà phân biệt cái nguyên nhân và cách cái chẩn đoán và cách điều trị như nào để cho đàn gà nhanh khỏi hen không lặp lại và rất là nhanh khỏi, để anh chị có thể là kiểm soát tốt được cái bệnh hen, tránh gây ra cái hiện tượng là gà bị mất cân và sau này bị thương lái ép giá. Và trên đây là 7 cái nguyên nhân chính dẫn đến cái bệnh hen gà. Nếu như anh chị thấy cái video clip của tôi hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ lên các hội nhóm chăn nuôi để cho nhiều bà con hơn nữa biết được cái 7 nguyên nhân gây ra cái hen này. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các anh các chị và xin chào, hẹn gặp lại trong cái video clip tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.